Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 8. Ở bài 1 thì các bạn đã học về bài chuyển động cơ học và các bạn đã biết được rằng khi mà chúng ta căn cứ vào dạng chuyển động thì chúng ta có hai dạng, đó là dạng chuyển động cong và dạng chuyển động thẳng. Vậy thì ở bài 2 chúng ta đã học về vận tốc và chúng ta đã biết được rằng là độ lớn của vận tốc thì cho chúng ta biết được sự nhanh chậm của chuyển động. Vậy nếu như ta căn cứ vào độ lớn của vận tốc thì chúng ta sẽ có mấy dạng chuyển động? Thì chúng ta sẽ có hai dạng, đó là dạng chuyển động đều và chuyển động không đều nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bài 3, chúng ta tìm hiểu về thế nào là chuyển động đều và thế nào là chuyển động không đều. Thì các bạn sang phần định nghĩa cho cô, phần 1 La Mã. Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Vận tốc có độ lớn không thay đổi thời gian thì nó là chuyển động đều. Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. Đó, không đều thì vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. Và các bạn cùng quan sát cho cô cái thí nghiệm sau đây. Thì ở đây là những cái hình ảnh thí nghiệm. Các bạn quan sát chúng ta có máng AD và máng nghiêng AD và máng nằm ngang là DF. Thì ở cái máng nghiêng AD này, người ta chia thành những đoạn khác nhau, đó là đoạn AB, đoạn BC và đoạn CD. Đó. Và chúng ta có ở máng nằm ngang, đó là DE và EF. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ cùng nhau đọc cho cô câu C1. Câu C1 đó là: khi người ta thả một bánh xe lăn trên máng nghiêng AD và máng ngang DF như ở hình 3.1 vừa nãy cô đã vừa mô tả cho các bạn, thì theo dõi chuyển động của trục bánh xe và ghi quãng đường trục bánh xe đi được sau những khoảng thời gian 3 giây liên tiếp, ta được kết quả ở bảng 3.1. Trên quãng đường nào chuyển động của trục bánh xe là chuyển động đều và chuyển động không đều? Thì ở đây chúng ta đang xét hai quãng đường nha các bạn nhé. Đó là quãng đường máng nghiêng AD và máng ngang DF. Thì trên cái máng nghiêng AD chúng ta có được chia làm 3 quãng đường, còn máng ngang DF thì chúng ta chia làm 2 quãng đường. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem là trong những cái khoảng thời gian người ta đo như nhau thì quãng đường của vật đi như thế nào. Nếu như quãng đường của trục bánh xe đi bằng nhau thì chúng sẽ là chuyển động đều. Còn nếu như quãng đường của trục bánh xe là không như nhau, cái chiều dài quãng đường là khác nhau, thì nó sẽ là chuyển động không đều. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn luôn cho cô này. Ở trên quãng đường AD là AB, BC, CD chia làm 3 khoảng đây. Thì chúng ta thấy sau 3 giây liên tiếp thì chiều dài của AB là 0,05, BC là 0,15 và CD là 0,25. Như vậy là chúng ta thấy độ dài quãng đường nó đã khác nhau rồi. Vậy thì trên cái quãng đường AD này, trục của bánh xe là chuyển động không đều. Vậy thì các bạn trả lời cho cô câu C1. Đó là trên quãng đường AD, trục bánh xe chuyển động không đều. Vì trong những khoảng thời gian chuyển động, ba giây liên tiếp, trục bánh xe đi được ba quãng đường có độ dài khác nhau, rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát trên cái máng nghiêng ở máng ngang DF nào. Thì ở máng ngang DF chúng ta được chia làm hai đoạn, đó là đoạn DE và EF đúng không? Thì chúng ta thấy là sau 3 giây liên tiếp đây, đoạn DE đi được 0,3 m, đoạn EF đi được 0,3 m. Vậy thì ở đây chứng tỏ là trên cái quãng đường
DF này thì trục bánh xe của chúng ta là chuyển động đều, vì trong những khoảng thời gian chuyển động 3 giây liên tiếp, trục bánh xe đi được những quãng đường bằng nhau. Chuyển động đều vì trong những khoảng 3 giây liên tiếp, trục bánh xe đi được những quãng đường bằng nhau. Rồi, như vậy là chúng ta đã trả lời xong câu C1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu C2 nhé. Câu C2 nào. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là đều và không đều? Thì chúng ta cùng đọc cho cô các trường hợp nhé. Trường hợp 3 là chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định. À, với cái từ ổn định này thì chúng ta đã thấy được ngay rằng là độ lớn của vận tốc theo thời gian thì nó không thay đổi rồi. Vậy thì ở trong trường hợp 3 này chúng ta sẽ có cái chuyển động của đầu cánh quạt này là chuyển động đều. Tiếp theo trường hợp B, chuyển động của ô tô khi khởi hành. À, các bạn thấy một chiếc ô tô này nó đang từ đứng yên mà nó sang chuyển động. Vậy thì tức là nó sẽ có sự tăng vận tốc. Vậy tăng vận tốc ở đây sẽ là độ lớn của vận tốc sẽ thay đổi theo thời gian. Vậy thì ở trường hợp B này nó là chuyển động không đều. Tiếp theo trường hợp C, chuyển động của xe đạp khi xuống dốc. À, các bạn thấy rằng khi mà chiếc xe đạp của chúng ta nó xuống dốc ấy thì các bạn sẽ thấy nó đi nhanh hơn đúng không? Đi nhanh hơn, như vậy là độ lớn nó được tăng lên, độ lớn của vận tốc được tăng lên. Vậy thì trong cái trường hợp chuyển động của xe đạp khi xuống dốc này, chúng ta cũng có là độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian. Vậy nó là chuyển động không đều. Tiếp theo trường hợp D, chuyển động của tàu hỏa khi vào ga. À, khi mà tàu hỏa muốn vào ga thì có phải là nó sẽ muốn dừng lại đúng không ạ? Dừng lại thì chúng ta sẽ có độ lớn của vận tốc phải giảm dần. Mà khi đó thì tức là đã làm cho độ lớn của vận tốc của chúng ta thay đổi theo thời gian rồi, và nó cũng sẽ được xếp vào trường hợp chuyển động không đều. Như vậy là trong câu C2 này chúng ta có trường hợp A. Là chuyển động đều. Vì sao thì cô đã vừa giải thích rồi cho các bạn rồi đúng không nào? Và chúng ta có trường hợp B, C, D là chuyển động không đều. Rồi, như vậy là chúng ta đã hiểu rất rõ được rằng thế nào là chuyển động đều và thế nào là chuyển động không đều rồi. Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. Còn chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Vậy thì bây giờ nếu như cô nói một chiếc ô tô đi từ Hà Nội tới Hải Phòng thì theo các bạn nó là chuyển động đều hay chuyển động không đều? À, nó sẽ là chuyển động không đều đúng không nào? Bởi vì là trên cái quãng đường mà xe ô tô đi từ Hà Nội tới Hải Phòng thì chắc chắn là sẽ có những lúc xe tăng giảm vận tốc. Vậy thì khi đó là độ lớn của vận tốc trên quãng đường đi nó đã thay đổi theo thời gian rồi, và ô tô đi từ Hà Nội tới Hải Phòng là chuyển động không đều. Vậy thì bây giờ cô sẽ nói tiếp này. Khi mà một chiếc ô tô đi từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc là 54 km/h thì khi đó cô đang nói tới vận tốc nào? À, khi đó cô nói tới vận tốc trung bình nhé các bạn nhé. Vận tốc trung bình của chuyển động không đều. Khi mà chúng ta xét tới chuyển động không đều thì chúng ta sẽ nhắc tới cái giá trị của vận tốc trung bình các bạn ạ.
Và chúng ta đã có là trên cái quãng đường chuyển động của trục bánh xe ở trên máng nghiêng AD là có cái các cái quãng đường AB, BC và CD, và người ta đưa ra rằng trung bình mỗi giây trục bánh xe lăn được bao nhiêu mét thì ta nói vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quãng đường đó là bấy nhiêu mét trên giây. Vậy thì từ đây chúng ta có cái công thức tính vận tốc trung bình, nó chính là bằng cái quãng đường đi được chia cho thời gian. Đấy. Tổng cái quãng đường đi được, cái quãng đường này ví dụ như là chúng ta đi được những cái quãng đường là S1, S2 hay chấm 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 tới quãng đường S thứ N. Và với cái quãng đường S1 này chúng ta đi được mất thời gian là T1, quãng đường S2 chúng ta đi được thời gian là T2, và cho đến khi chúng ta đi cái quãng đường SN này thì chúng ta sẽ mất thời gian là T thứ N. Đó, thì các bạn tính cho cô cái công thức tính vận tốc trung bình, đó là cái quãng đường đi được chia cho thời gian để đi hết quãng đường đó. Đó. Vậy thì vận dụng vào cái công thức này, các bạn tính cho cô cái vận tốc trung bình trên quãng đường AB, BC và CD. Thì chúng ta sẽ là trả lời luôn cái câu hỏi C3 nhé các bạn nhé. Đây, câu hỏi C3 đó là hãy tính độ lớn của vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quãng đường từ A đến D và trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay chậm đi. À, sau khi chúng ta tính được vận tốc trung bình trên 3 quãng đường này thì chúng ta sẽ trả lời được là trục bánh xe nó chuyển động nhanh hay chậm. Rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu tính nhá. Vận tốc trung bình trên quãng đường AB này, chúng ta sẽ là quãng đường AB chia cho thời gian AB. Quãng đường AB chúng ta đi được là 0,05 chia cho thời gian là 3 giây và chúng ta được 0,017. Đơn vị của vận tốc trung bình thì cũng giống như đơn vị của vận tốc thôi, đó là mét trên giây. Bởi vì chúng ta có gì ạ? Quãng đường là mét, thời gian là giây nên vận tốc của chúng ta là mét trên giây. Vận tốc phụ thuộc vào đơn vị độ dài và đơn vị thời gian nhé các bạn nhé. Vận tốc trung bình tính trên quãng đường BC nào, thì chúng ta sẽ có SBC chia cho thời gian đi trong quãng đường BC. Và chúng ta có gì ạ? 0,15 chia cho 3 và chúng ta được 0,05, đơn vị là mét trên giây. Tiếp theo, vận tốc trung bình của quãng đường CD thì chúng ta sẽ có SCD chia cho T của CD và bằng gì ạ? Bằng 0,25 chia cho 3 và nó bằng 0,08 mét trên giây. Đó. Như vậy là chúng ta đã dựa vào cái công thức tính vận tốc trung bình này, chúng ta tính được vận tốc trung bình trên quãng đường AB, BC và CD. Thì các bạn thấy rằng là vận tốc của chúng ta lớn dần đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ đưa ra cái kết luận đó là trên quãng đường AD. Trục bánh xe chuyển động nhanh lên. Và đây cũng chính là câu trả lời của câu C3. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau đi tìm hiểu xong kiến thức bài học của ngày hôm nay về chuyển động đều và chuyển động không đều, và chúng ta biết được thêm cho cô công thức tính vận tốc trung bình cho quãng đường chuyển động không đều nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức của bài học ngày hôm nay để chúng ta trả lời các câu hỏi nào. Chúng ta sẽ cùng làm câu C4 nào. Chuyển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động đều hay không đều? À, như vừa nãy cô lấy ví dụ đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là ô tô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng là chuyển động không đều. Và gì ạ? À, vì tại sao? À, tại sao? Bây giờ các bạn trả lời cho cô là gì ạ? Là vì
trong quãng đường di chuyển. Sẽ có lúc độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian. Tiếp theo nào, khi nói ô tô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nó tới vận tốc nào? À, trên cái quãng đường mà chuyển động không đều thì chúng ta sẽ nhắc tới vận tốc, và vận tốc đó là vận tốc trung bình, đúng không nào? Xe ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng, cô viết tắt nhé, với V bằng 50 km/h là vận tốc trung bình. Của xe. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau trả lời xong câu C4 rồi. Chúng ta cùng sang câu C5 nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu C5 nhé. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30 giây. À, chỗ này tức là người ta đã cho chúng ta biết quãng đường và thời gian. Vậy thì chúng ta sẽ đọc từng câu và cô sẽ tóm tắt luôn nhé các bạn nhé. Vậy, chỗ quãng đường dốc, cô gọi nó là F1 đi. Và nó là 120m với hết thời gian 30 giây. Vậy cô gọi là T1 là 30 giây. Tiếp theo nào, khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 24 giây rồi dừng lại. Vậy ở đây sẽ là quãng đường ngang. Cô gọi nó là S2. S2 là 60m và trong thời gian T2 bằng 24 giây. Những cái đơn vị thì các bạn đóng hoặc tròn vào cho cô. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường. À, tính vận tốc trung bình thì chúng ta sẽ tính vận tốc trung bình ghi là VTP đúng không nào? Và trên quãng đường dốc thì vì là F1, T1 thì cô sẽ gọi nó là vận tốc trung bình 1. Tiếp theo, tính vận tốc trung bình ở trên quãng đường nằm ngang cô gọi nó là VTB2. Và trên cả cái quãng đường thì cô gọi nó là V trung bình. Được chưa nào các bạn? Đó, vậy chúng ta sẽ đi tính ba cái vận tốc trung bình. Đây là vận tốc trung bình trên cả quãng đường. Rồi. Vậy thì bây giờ tính vận tốc trung bình các bạn sẽ dựa theo công thức gì ạ? Chúng ta có vận tốc trung bình bằng quãng đường đi được chia cho thời gian, đúng không nào? Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ giải luôn này. Vận tốc trung bình trên quãng đường dốc là chúng ta sẽ có V trung bình 1 này sẽ bằng F1 chia cho T1. F1, T1 chúng ta biết chưa ạ? À, F1 bằng 120, T1 bằng 30. Vậy chúng ta sẽ thay vào luôn cho cô. Vì nó đã phù hợp với đơn vị của độ dài và đơn vị của thời gian rồi đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ bằng 4 m/s. Tiếp theo chúng ta sẽ tính vận tốc trung bình trên quãng đường nằm ngang là chúng ta sẽ có V trung bình 2 thì bằng S2 chia cho T2, và S2 thì bằng S2 là bằng 60, còn T2 bằng 24. Vậy chúng ta thay 60 và thay 24 vào, các bạn bấm máy tính cho cô thì chúng ta sẽ được là 2,5 m/s.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tính tiếp. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường. Thì vận tốc trung bình của chúng ta sẽ bằng gì ạ? Quãng đường đi được chia cho thời gian đi được. Mà chúng ta đi gì ạ? Chúng ta đi quãng đường dốc này và chúng ta đi quãng đường nằm ngang với hết thời gian T1 và thời gian T2. Vậy chúng ta cộng tổng từng quãng đường và chia cho tổng từng thời gian đi được trên từng quãng đường cho cô. Vậy chúng ta sẽ có gì ạ? 120 cộng với 60 chia cho 30 cộng với 24 thì chúng ta được 3,3 mét trên giây. Đó. À, như vậy là chúng ta sẽ sử dụng cái công thức tính vận tốc trung bình bằng quãng đường đi được chia cho thời gian đi được. À, nhưng mà với đây là cái cách giải đúng nhá. Đó. Thế còn có những bạn mà các bạn thì rất là thông minh, các bạn ấy bảo là chúng ta đã có V trung bình 1 bằng 4 mét trên giây rồi đúng không ạ? Chúng ta có V trung bình 2 bằng 2,5 mét trên giây rồi. Đó. Vậy thì bây giờ như thế nào ạ? À, tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường thì các bạn ấy lấy rằng là V trung bình bằng V trung bình 1 cộng V trung bình 2 chia cho 2. À thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cứ thử thay số vào nhá. 4 cộng với 2,5 chia cho 2 thì được bao nhiêu ạ? À chúng ta được 3,25 mét trên giây. À, đáp án của tính theo cách này thì là 3,25 mét trên giây, nhưng tính theo cách này thì lại ra là 3,3 mét trên giây. Vậy thì các bạn thấy nó đã khác nhau chưa ạ? Nếu như chúng ta làm khác nhau thì chúng ta sẽ ra kết quả khác nhau. Vậy thì các bạn phải tính cho cô vận tốc trung bình trên cả quãng đường bằng quãng đường đi được chia cho thời gian đi được. Còn cái này là gì ạ? Cái này là trung bình cộng của vận tốc. Các bạn phải nhớ cho cô là vận tốc trung bình khác. Các bạn có dùng ký hiệu khác này không ạ? Khác trung bình cộng khác trung bình cộng của vận tốc. Khác nhé các bạn nhé. Đây này. Đây là trung bình cộng của vận tốc. Đấy. Còn đây là công thức tính vận tốc trung bình, khác nhau nhá. Cái công thức tính trung bình cộng của vận tốc nó sẽ có trong một cái trường hợp đặc biệt, thì nó sẽ khi các bạn sử dụng công thức này thì kết quả nó cũng sẽ ra đúng với vận tốc trung bình, nhưng nó chỉ đúng với một trường hợp đặc biệt và khi lên lớp lớn hơn các bạn sẽ được học. Còn ở lớp 8 thì các bạn hãy sử dụng cho cô cái công thức vận tốc trung bình bằng tổng quãng đường đi được chia cho thời gian đi được nhá. Các bạn nhớ nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang bài tiếp theo. Chúng ta cùng vào bài 6 nào. Một đoàn tàu chuyển động trong 5 giờ với vận tốc trung bình là 30 km/h. Hãy tính quãng đường đoàn tàu đi được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bước đầu tiên đó chính là tóm tắt. Với những cái bài toán đố bao giờ chúng ta cũng sẽ phải tóm tắt. Tóm tắt là đã được điểm rồi nhé các bạn nhé. Nhất là khi các bạn làm bài kiểm tra, tóm tắt ít nhất là được 0,5 điểm. Nếu như là cô chấm, cô sẽ cho 0,5 điểm ngay nếu như các bạn tóm tắt đề bài. Vậy bây giờ một đoàn tàu chuyển động trong 5 giờ thì chúng ta sẽ có T bằng 5 giờ với vận tốc trung bình là V trung bình bằng 30 km/h. À, chúng ta đã thấy thời gian và vận tốc trung bình là nó đã khớp nhau về đơn vị rồi đây này. Vậy thì tính quãng đường đoàn tàu đi được thì sẽ là S với đơn vị là bao nhiêu đây? Km đúng không nào? Vậy đơn vị của quãng đường sẽ là km. Bây giờ chúng ta sẽ giải thôi. Bài này rất dễ rồi đúng không nào? Quãng đường đoàn tàu đi được là 4. Chúng ta sẽ sử dụng vận tốc trung bình bằng S chia T và từ đây chúng ta suy ra F bằng vận tốc trung bình nhân T. Sau đó các bạn thay số vào cho cô ạ. Vận tốc trung bình bằng 30, thời gian bằng 5 và chúng ta bằng
150 km. Đó. Vậy bài 6 này rất dễ dàng rồi. Chúng ta cùng đọc tiếp câu C7 à. Xác định vận tốc trung bình của em khi chạy cự ly 60m trong tiết thể dục ra mét trên giây và km trên giờ. À, cái này nó sẽ là tùy thuộc vào từng học sinh một. Có bạn thì chạy 60m với những cái thời gian khác nhau thì nó sẽ cũng ra những cái vận tốc trung bình khác nhau. Vậy thì ở đây cô sẽ lấy ví dụ nhá. Cô sẽ lấy ví dụ từng bạn này. Ví dụ là bạn A chạy 60m trong 10 giây chẳng hạn. Đó. Thì vận tốc trung bình của bạn ấy sẽ là bằng S chia cho T và bằng 60 chia cho 10. Thì bạn ấy được là 6m trên giây. Và đổi ra km trên giờ đúng không nào? Vậy thì chúng ta đổi thôi. 6m trên giây mà đổi ra km trên giờ à? Thì chúng ta sẽ có là 6 này nhân với gì ạ? 1m ra km sẽ là 0,01. Và 1 giờ chia cho 1 giây đổi ra 1 giờ là 1/3600. Đó. Như vậy là chúng ta được bao nhiêu đây? Và cái này thì cũng chính là bằng 6 nhân với 3,6. Nếu như bạn nào mà nhớ ấy, nhớ cái lần trước mà cô dạy ấy là 1m trên giây, cô đã đổi đơn vị cho các bạn rồi, nó bằng 3,6 km trên giờ. Đấy. Thì bây giờ các bạn đổi 6m trên giây chỉ việc bằng 6 nhân với 3,6 km trên giờ thì chúng ta đã được đơn vị là km trên giờ rồi. Vậy ở đây chúng ta sẽ bằng 21,6 km trên giờ. Đó. Bạn ấy chạy 6m trên giây hoặc là 21,6 theo đơn vị km trên giờ. Đó. Vậy thì bây giờ các bạn hãy tiếp tục như vậy. Nếu như mà các bạn chạy trong vòng 11 giây chẳng hạn thì các bạn cũng lấy vận tốc trung bình là 60 chia cho 11 đúng không? Thì chúng ta sẽ được khoảng 5,454 m trên giây. Xong các bạn lại tương tự như vậy, các bạn đổi ra km trên giờ cho cô. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau học xong bài chuyển động đều và chuyển động không đều rồi. Vậy các bạn hãy nhớ cho cô những cái kiến thức trọng tâm mà người ta đã bôi đậm ở trong cái khung này rồi. Và các bạn có thể đọc thêm cái phần có thể em chưa biết để chúng ta biết được những cái vận tốc của một số vật nhá. Rồi cô hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng tiếp theo.